từng phải sống lang thang, ngủ công viên, ăn đồ ăn thừa. Vậy thì đứng tại khoảng khắc này, bạn nghĩ gì về quãng thời gian đó? Nếu thuyền của bạn không đến, thì bạn hãy tự bơi đi tìm nó. Và chính những khó khăn đó cũng là động lực để tạo nên một vương kỳ như ngày hôm nay. Để có một vương kỳ như ngày hôm nay, bạn đã chủ động rất là nhiều và vượt qua rất là nhiều khó khăn. Vậy thì hành trình mà vương kỳ có được ngày hôm nay, vượt qua những sóng gió, những khó khăn thế nào? Chúng ta cùng đến với khoảnh khắc cuộc đời và vui mừng chào đón MC Vương Kỳ. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàn thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta có dịp gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Như lời mở đầu thì quý vị đã thấy, đây là một chàng trai trẻ khá đặc biệt. Cậu ấy đã từng phải có những năm tháng khó khăn. Và ngày hôm nay rất là mong cái câu chuyện của chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những cái điều bổ ích trước khi quý vị có một giấc ngủ thật là ngon. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp người dẫn chương trình Vương Kỳ ạ. Con xin chào chú cũng như là xin chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Khoảnh khắc cuộc đời ạ. Khi mà bắt đầu quay những cái shot hình đầu tiên á, chú nói về những cái năm tháng mà con đã khó khăn lang thang, rồi ngủ công viên, rồi ăn những thức ăn thừa ở bên những cái quán ven đường á. Chú nhìn vào mắt con, chú thấy con có những cái ký ức hiện về, những cái sự xúc động nhất định. Từ nhỏ cho đến lớn là con cũng sống trong một cái gia đình khá giả, có ba mẹ đầy đủ, còn có em gái nữa. Khi mà con học năm lớp 9 á, thì gia đình con làm ăn thất bại, gia đình con đổ nợ, mẹ con cũng đi luôn từ đó cho đến nay. Là 10 năm rồi mẹ con chưa về. Và trong vòng một tuần thôi con mất hết tất cả luôn. Con phải ngừng việc học của mình ngay tại đó. Ba con và mẹ con mỗi người một nơi. Khi mà mình đang là một đứa con trong gia đình, đang sống trong vòng tay của ba mẹ, đang được đi học vậy, nhưng mà đùng một cái mình mất hết tất cả. Con bước ra đời như một trang giấy trắng vậy đó. Lúc đó là con lang thang ở ngoài công viên, cũng không biết đi đâu, không biết về đâu hết. Con nhớ cái dịp đó là cũng là Tết đấy. Con thấy gia đình ta chở nhau đi Tết rồi này kia, nhưng mà con thì một mình lủi thủi ngoài công viên vậy. Con cảm thấy con tủi thân đó. Chú rất là chia sẻ với cái câu chuyện của Kỳ. Thật là cái điều đó gọi là những cái khoảnh khắc mà không ai mong muốn nó đến, nhưng mà mình phải đối diện với nó con nhỉ. Dạ. Con có mất nhiều thời gian sống như vậy không? Dạ thì con ở công viên á, là cũng một khoảng thời gian cũng mấy tháng thôi. Tại vì ở công viên á, thì có mấy cái quán cóc ven đường rồi á. Rồi con cũng đi theo mấy cái quán đó, giống như là người ta cho mình ăn. Còn khi mà tối về thì mình ngủ ở công viên. Rồi có mấy anh kẹo kéo thì con đi theo mấy anh kẹo kéo đó. Tại vì cái niềm đam mê sân khấu của con là từ nhỏ là, cho nên là con thấy mấy anh kẹo kéo cũng được ca hát chứ mọi người vậy á. Con theo đầu tiên con xin anh cho con đi theo bán phụ thôi. Sau đó rồi anh chỉ con cách để cầm micro nói chuyện trước đám đông, rồi cách ca hát trước mọi người rồi này kia. Xong rồi mấy anh em đi làm. Lúc đó con không ở công viên nữa, mà con về ở trọ chung với lại mấy anh đó luôn. Yeah, đó là một cái khoảnh khắc đáng nhớ nha. Dạ. Nhưng mà lúc đó là cái thời gian tập sự đó là con có được lương chưa? Hay là con cứ đi làm rồi theo được các anh cho ăn thôi? Dạ thì mấy anh cũng có cho ngày mấy chục, với lại ăn uống thì mấy anh mua đồ ăn về rồi mấy anh em ăn với nhau vậy đó. Nhưng mà cái nghề bán kẹo kéo của mấy anh em con thì nó buôn ba lắm. Tại vì khi mà mưa gió rồi khách có người thích và có người không thích, cho nên là cuộc sống của mấy anh em con lúc đó cũng khó khăn. Chú đồng cảm với điều đó. Chú cũng đã thấy những cái hình ảnh đó rất là nhiều trong cuộc sống của mình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay con chia sẻ chú càng đồng cảm hơn. Nhưng mà chú chợt nghĩ là như vậy này, trong cái lúc khó khăn nhất con vẫn còn may mắn. Dạ, đối với con thì con biết là dù sao con cũng còn em gái nữa. Năm đó em gái con chỉ mới có học mẫu giáo thôi. Lúc đó thì được gửi cho người dì nuôi. Sau khi mà ông bà nội con mất rồi thì nhà ông bà nội con không ai ở, thì ba con mới rước em gái về đó ở. Và con cũng về đó ở chung với ba. Thực sự là khi mà một gia đình tan vỡ vì nhiều lý do thì những người con thứ nhất là mất đi quá nhiều thứ. Tình yêu thương mất đi, rồi cái cuộc sống cũng bao nhiêu khó khăn trải ra. Nhưng mà nếu mà con không đủ bản lĩnh đó nha, có thể cái câu chuyện sẽ đi xa hơn rất nhiều, đúng không con? Đúng rồi chú. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái thời gian mà con cũng ít nhiều thể hiện được cái niềm đam mê của mình, đó là đi theo các anh bán kẹo kéo. Nhưng mà cái đó cũng là một niềm đam mê của mình. Dạ đúng rồi, con đi theo thì lúc đó tập được cái là con dạng trước đám đông. Con có thể nói chuyện trước đám đông cũng như là ca hát chứ mọi người không bị rung nữa. Dạ.
Dạ, sau đó thì mấy cái nghề kẹo kéo của anh em con thì nó khó khăn quá. Anh ấy mới góp tiền mua một vài nhạc sống. Thì anh bán cái lò kẹo kéo thì anh em tụi con chỉ đi nhạc sống thôi. Dạ. Chứ không bán kẹo kéo nữa. Anh thì làm MC và một anh nữa thì chỉnh máy. Rồi con cũng đi theo. Nhìn anh làm trên sân khấu, đứng trên sân khấu thôi chứ con chưa có làm được. Và con đi theo, con học chỉnh máy nè, học ráp máy. Con nhìn mỗi người một chút, con học mỗi người một chút. Cho đến năm con 18 tuổi thì con chính thức bước lên làm MC. Cái lứa tuổi đó thì con nghĩ là con là cũng may mắn lắm. May mắn. Nhưng mà chú nghĩ là cái thời gian mà gọi là cái trường đời á, dạ, nó dạy cho con cái sự trưởng thành và cứng cáp hơn các bạn khác. Cái tuổi của con làm lúc đó là không ai dám giao cho con làm đâu. Nhưng mà thật chất là con đứng dưới sân khấu, con nhìn mấy anh chị một người làm một kiểu. Thật sự luôn nha, tại vì MC lễ là làm không ai giống ai hết. Và nó không có bất cứ một cái bài nào để học. Cái nghề MC này là nghề truyền nghề thôi. Mỗi người có một bài riêng. Thì con học mỗi người một chút, cái con về nhà cái con tập, cái con gom lại thành cái bài của mình. Thì anh con biết con như vậy, anh mới giao cho con làm đầu tiên. Thì lúc đầu làm thì nó cũng còn chụp chuẩn, nhưng mà cũng hoàn thành được cái bài lễ của mình. Sau đó là cái làm càng nhiều cái bầu show này, giới thiệu bầu show kia. Rồi con cứ đi học, vừa học trường đời mà vừa học kinh nghiệm của mấy anh chị. Cho đến bây giờ là con trở thành một MC cũng có thể tự hào. Dạ đúng rồi. Bởi những cái năm tháng mình có được. Đến ngày hôm nay thì con đã làm công việc này được bao năm rồi? Dạ con được 3 năm. Dạ. Dạ. Vẫn còn phải học hỏi nhiều. Dạ. Và cũng được rất là nhiều nơi tín nhiệm. Dạ. Con cảm nhận thế nào về công việc hiện nay của con? Có là con đã vừa lòng với nó chưa hay là con phải quyết tâm hơn nữa? Cái điều thứ nhất là con đang rất là tự hào. Mình theo đuổi cái đam mê của mình từ con số 0. Bằng cái sự cố gắng mà con chinh phục được cái ước mơ của mình. Nhưng mà đến thời hiện tại bây giờ thì con vẫn muốn là sẽ trau dồi hơn nữa. Chứ không phải là chỉ đến đây thôi, là con sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Mà con có muốn lấn sân qua một lĩnh vực khác không? Có là MC của các sự kiện này, rồi các cái chương trình truyền hình nè. Dạ. Con có nghĩ là cái con đường con đi sau cái hướng đó không? Dạ thì ai cũng có ước mơ thì... Dạ. Con cũng vậy, con cũng có cái hoài bão là con sẽ càng ngày càng phát triển lên. Con cũng có niềm đam mê với lại diễn xuất. Thật sự là mỗi người sẽ có cái cách tiếp cận cái niềm yêu mến của mình riêng. Dạ. Ngày hôm nay con đang xuất phát điểm là có điểm cộng rồi. Nên là dù sao nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Nhưng mà có một cái tình huống này chú sẽ đặt ra để cho chúng ta thấy được là có những lúc chúng ta càng khó khăn thì chúng ta lại càng cố gắng nhiều. Mình khó khăn nhưng mà mình có được cái ước mơ và mình cố gắng vì nó thì chắc chắn thành công sẽ mỉm cười với mình. Ừ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Dạ, chú. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta dừng lại. Dạ. Chú rất là muốn truyền cho con những cái sự mạnh mẽ tiếp tục. Ở khoảng cách này thì chú rất là mong con chia sẻ một chút về gia đình của mình. Hiện tại thì con, ba con với lại em con ở chung nhà. Thì ba con thì vẫn đi làm nông thôi. Còn con thì vẫn đi theo đuổi ước mơ của mình. Nhiều show cho nên là cũng trang trải được cho gia đình. Với lại ba con cũng đỡ hơn một xíu. Chú rất là vui. Yeah. Khi nghe con chia sẻ điều đó, thật ra thì cuộc sống gia đình có những lúc vất vả, nhưng mà nếu mình yêu thương nhau và có một cuộc sống bình an và mình lo đủ cho mọi người thì cuộc sống nó cũng đỡ hơn nhiều con. Yeah. Ha. Thật ra thì đôi khi cái vật chất chúng ta cứ nói là nó là một phần thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta không có vật chất đầy đủ, đôi khi nó cũng gây rất là nhiều cái chuyện mà chúng ta không mong muốn. Yeah. Những ngày sắp tới để mô tả về MC Vương Kỳ thì không biết sẽ vẽ cái bức tranh nó thế nào nhỉ? Có hy vọng là nó sẽ đẹp hơn. Sau này nhắc tới Vương Kỳ thì mọi người sẽ nhớ là Vương Kỳ này là một cậu MC hồi đó còn nhỏ xíu đứng sân khấu và bây giờ đã trưởng thành và chỉnh kẹt hơn rất nhiều. Những lúc khó khăn nhất đó, thì con đối diện với nó thế này? Con thường âm thầm lặng lẽ và suy nghĩ mình phải cố gắng thôi. Chứ thật sự con cũng ít khi nào có bạn bè để tâm sự, hay là con cũng ít có thời gian để tâm sự với ba lắm. Cho nên là con chỉ âm thầm một mình và suy nghĩ mình cứ phải cố gắng, mình phải cố gắng. Ít thời gian hay là cái việc tâm sự đó nó vẫn có những khoảng cách nhất định? Bây giờ ba con đi làm cả ngày luôn. Tại vì gà trống nuôi con mà. Một mình ba phải vừa làm ba vừa làm mẹ. Để bây giờ là lo cho em con ăn học. Cho nên là công việc của ba cũng sẽ nhiều hơn. Hai cha con ít khi nào mà có thời gian để ngồi lại với nhau, để tâm sự với nhau. Có khi là con đi làm thì ba con ở nhà, hoặc là ba con đi làm thì con ở nhà. Thời gian của hai cha con trái ngược nhau. Chú rất là muốn con sẽ cố gắng để đỡ đần cho ba.
Dạ. Đặc biệt là lo cho em đúng không? Dạ. Nhưng mà còn những cái người đồng môn á, những người anh của mình trong thời gian trước cùng với nhau đi bán kẹo kéo rồi làm âm nhạc á, thì bây giờ có kết nối nhau hay là mỗi người cũng đã có công việc riêng của mình? Dạ, lúc đó thì anh đó có thi một chương trình trên TV á, anh đó cũng lên làm ca sĩ. Anh đó cũng có biến cố của gia đình cho nên là hai anh em mất liên lạc với nhau luôn cho đến thời điểm này. Những cái tháng ngày vất vả từ năm lớp 9 á, chú nghĩ đôi lúc con sẽ cảm ơn nó. Dạ đúng rồi chú. Cũng chính vì như vậy mà con có được cái động lực, con có được cái sức mạnh để con theo đuổi cái đam mê của mình. Sức mạnh nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà con nghĩ là khi mà con mà còn gia đình bình thường, không có những cái biến cố gì, cũng như là con được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, thì chưa chắc là con có được như ngày hôm nay. Thật là nghịch cảnh thì không ai mong muốn. Dạ. Nhưng mà nó đến với mình, rồi mình đối diện với nó. Dạ. Cũng là một cái cách để mình lớn lên đúng không con? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay chú rất là vui mừng, hôm nay Vương Kỳ đến chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình. Nhưng đó cũng là cái cách mà chúng ta nói với các bạn trẻ, đôi khi nghịch cảnh sẽ đến với chúng ta và chúng ta không hề biết trước được. Có những khoảnh khắc chúng ta chủ động, nhưng mà có rất nhiều khoảnh khắc đến với chúng ta không hề biết trước. Không có cách gì lớn lao hơn là chúng ta phải đối diện với nó. Và ngày hôm nay một bạn trẻ đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình. Đặc biệt là chú rất là cảm ơn con vì con đã can đảm để chia sẻ câu chuyện riêng của mình. Chú chúc cho con là có nhiều niềm vui, gia đình mình hạnh phúc, và đặc biệt là những cái niềm đam mê của con đó mỗi một ngày mỗi lớn hơn và thành công hơn nữa. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn con vì đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Chú vẫn cứ đang nghĩ rất là nhiều về người cha của con, và con có nói là vì cái công việc mà ít có khi nào mà gặp nhau để chia sẻ. Vậy thì giờ phút này tại khoảnh khắc này, nếu có một điều gì đó con muốn chia sẻ với bố của mình thì con sẽ nói gì với ông ấy? Con thương ba nhiều lắm. Tại vì ba thì bây giờ ba không còn mẹ, nhưng mà ba vẫn gà trống nuôi con và nuôi hai anh em con. Công việc của ba cũng cực khổ hơn rất là nhiều. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này có thể lo được cho em và có thể lo lại được cho ba, để cho ba có một cuộc sống nó sung túc hơn. Và con chỉ muốn nói là con thương ba nhiều lắm. Hy vọng anh ở nhà sẽ nghe được những lời chân thành từ đứa con trai của mình. Cuộc sống đôi khi có rất là nhiều điều chúng ta không mong chờ nhưng nó vẫn đến. Nhưng giờ phút này đứng tại khoảnh khắc này, Kỳ có thể nói ra những điều đó. Tôi nghĩ anh là người đang rất hạnh phúc với những giọt mồ hôi, với những sức vất vả của anh, để anh thấy con anh lớn lên từng ngày. Và điều đó sẽ là động lực để cho Kỳ bước tiếp những chặng đi sắp tới. Và tôi tin với một cậu bé đã từng trải qua rất là nhiều cái biến cố để có thể đứng vững trên đôi chân của mình, cậu ấy sẽ mạnh mẽ bước đi tiếp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Hy vọng là câu chuyện của chúng tôi cũng ít nhiều mang lại những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống, để quý vị có một giấc ngủ ngon và tiếp tục hăng say lao động cho ngày mai. Cảm ơn quý vị vì khoảnh khắc này vẫn ngồi đây cùng với chúng tôi. Và chúng tôi hứa sẽ mang lại những khoảnh khắc ý nghĩa hơn nữa gửi đến quý vị. Đây là chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Hẹn quý vị vào 24 giờ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.